xuân, cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân, bảo xuân, sản phẩm nội tiết tố nữ số 1 Việt Nam. Ở trận tranh tài trước, Phó Cận Thị đã lập kỷ lục mới, lần thứ 5 chinh phục ngôi vị vua mặt nạ. Anh ấy đã đánh bại rất nhiều giọng ca xuất sắc để nắm vững quyền trường của mình. Ngày hôm nay, Phó Cận Thị đang mong chờ để tạo nên lịch sử lần thứ 6 đăng quang và trở thành vua mặt nạ của mặt nạ ngôi sao mùa đầu tiên. Tuy nhiên, vẫn còn ba đối thủ rất mạnh sẵn sàng đối đầu với Phó Cận Thị: Tì Giác Sờ Sát Yêu Cà Hát, Mèo Bánh Bèo và Cánh Cụt Mũ Cánh Bay. Cuộc tranh tài cuối cùng sẽ là chiến thắng tuyệt đối của Phó Cận Thị hay sự đổi ngôi hoàng mục của ba nghệ sĩ mặt nạ còn lại. Hãy sẵn sàng để chứng kiến những khoảnh khắc bất ngờ cuối cùng của mặt nạ ngôi sao mùa đầu tiên. Trận chiến bắt đầu. Quý vị đang đến với tập cuối cùng của chương trình âm nhạc bí ẩn mặt nạ ngôi sao mùa 1. Trên sân khấu này đã có 48 nghệ sĩ mặt nạ xuất hiện và thu phục được rất nhiều tình cảm của quý vị khán giả qua chính giọng hát của họ. Và ngày hôm nay, với hồi kết của một chuyến hành trình mùa 1 được mang tên mặt nạ ngôi sao, và đây chính là 4 nghệ sĩ mặt nạ có cơ hội cuối cùng ngày hôm nay để thăng hoa và tỏa sáng. Xin mời tất cả mọi người hãy cùng nhau chào đón Cánh Cụt Vỗ Cánh Bay, Tê Giác Sơ Sát Yêu Ca Hát, Mèo Bánh Bèo và Vua Mặt Nạ Đương Thời Voi Cận Thị. Và xin mời tất cả quý vị hãy thưởng thức tập cuối cùng của Mặt Nạ Ngôi Sao mùa 1. Chương trình ngày hôm nay nhận được sự tài trợ độc quyền đến từ nhãn hàng Bảo Xuân, viên uống cân bằng nội tiết tố nữ làm đẹp da. Và ngay sau đây hãy cùng chào đón những bình luận viên 5 sao của chúng tôi, ca sĩ Ngô Kiến Huy. Bình luận viên rất quen thuộc, nghệ sĩ Thu Trang. Hãy chào đón chị Tư Cẩm Ly. Và thánh bình luận, nghệ sĩ Đại Nghĩa. Và một trong những gương mặt rất quen thuộc, vị vua mặt nạ đầu tiên của chúng ta, nghệ sĩ Hoàng Bách. Anh Bách ơi, ngày hôm nay quay lại với mặt nạ ngôi sao, nhưng mà không cần phải đeo mặt nạ, không cần phải bận đồ của Elsa, anh cảm thấy hưng phấn không ạ? À? Bách cảm thấy hơi tiếc bởi vì mình không phải là một trong 4 bạn ở kia. Tiếc là tiếc tiền hả anh? Chúng ta là nghệ sĩ. Đừng có đụng chuyện lô tiền ra. Đúng rồi Bách. Anh nói này, anh em mình đồng ý với nhau trên nguyên tắc là được rồi. Đúng rồi. Còn ôm thì phải để anh lợi dụng chứ. Em ơi, em hết chuyện rồi, em lợi dụng ai? Lợi dụng Nu Trang rồi. Ôi anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa ơi, em nói anh nghe nè, tại vì anh em mình á quen quá rồi cho nên không thấy được cái giá trị của chính em xác. Chứ như anh Hoàng Bách vẫn thấy là em được anh hả? Rồi ai Bách em đừng có làm điều dại dột thêm một lần bén nữa. Ý Trang nói là như lâu lâu mới gặp thì coi được đúng không, chứ còn mà gặp nhiều giùm ghê lắm. Em cũng thấy ghê. Như vậy thì không nhắc đến tiền bạc nữa, chúng ta sẽ nhắc đến đối thủ đã từng thi đấu với chàng Elsa, đó chính là vua mặt nạ Voi Cận Thị. Và anh cảm thấy là bất ngờ với sự xuất hiện của Voi Cận Thị không ạ? Bất ngờ gì em ơi, coi như bữa nay con voi nó xui. Sao xui vậy? Hoàng Bách ngồi đây ở đi cho chết. Anh coi mặt em thế nào mà anh nói em thế? Thì mặt em có xanh mới nói vậy đó. Như vậy thì anh Hoàng Bách có công tâm trong ngày hôm nay với những nhận xét của mình không ạ? Tại vì anh nghĩ anh đã lỡ nói như vậy nên làm sao mình công tâm được. Và ngày hôm nay thì anh Đại Nghĩa dự đoán xem là cái vị trí của vua mặt nạ có thay đổi ở phút chót này không ạ? Nguyên một cái chương trình của chúng ta bao nhiêu show như vậy á, ông này ông chiếm giữ hết 2 tuần rồi. Rồi tất cả những tuần còn lại là ông do ông nắm giữ luôn. Đó là một cái điều nó cũng hay đúng không? Nhưng mà nếu như là một trong ba bạn kia sẽ xoán cái ngôi này thì nó lại là một cái điều bất ngờ và đặc biệt, bởi vì đây là cái show cuối cùng của chúng ta. Ý anh Đại Nghĩa là thế nào cũng hay đó, nên là nói chung là hỏi anh thì cũng bằng không à? Ừ đó, nào cũng hay cả.
Chỉ có riêng em là nói giỡn thôi anh. Dạ. Không, nhưng mà chị Thu Trang luôn luôn có một đồng minh, đó chính là ca sĩ Ngô Kiến Huy. Giọng cười thật là nguy hiểm. Còn đi chị Tư à, nếu mà ảnh lại giữ vững được cái ngôi vị của mình thì quả thật là ảnh quá hay. Nhưng người ta nói 30 cũng chưa phải là Tết, cho nên là nếu mà có một cái sự xoán ngôi thì là một cái điều bất ngờ. Và cái người, cái nhân vật mà xoán ngôi đó được á, thì là nhân vật đó cũng phải là dễ sợ đặc chị, biệt chị lắm. Bắt tay với em. Dạ em chỉ là họ quề tên vốn á. Đâu mình nói, ví dụ như nếu mà ảnh phải có cái gì đặc biệt lắm, nếu mà ảnh giữ luôn vị trí đó là ảnh quá hay. Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà có một cái sự bất ngờ thay đổi á thì cũng quá hay. Thì đó, cái hay vậy. Không? Đang là... nói cái người kia kìa. Bắt tay chị lần nữa. Đang nói cái người xoán ngôi kìa. Cái người xoán ngôi đó phải hay lắm luôn. Bắt tay. Thật ra ý chị Tư này, nếu như mà bạn Voi Cận Thị vẫn giữ được cái vị trí của mình thì bạn ấy quá hay. Còn nếu như một trong ba bạn kia mà chiếm được cái vị trí đó thì ba bạn kia hay quá. Đúng rồi, dễ hiểu anh. Dạ, anh hiểu không? Anh hiểu á. À, hiểu rồi. À, Ngô Kiến Trang thấy sao? Em thấy vậy nè, bạn Voi Cận Thị này. Khoan, cái gì Ngô Kiến Trang chung là nè? Đồng minh đây chung. Đồng minh nè, nè Nguyên. Bây giờ là theo như chị thấy, nếu mà Voi Cận Thị này á mà hôm nay mà vẫn giữ ngôi vua là quá hay. Em thấy vậy. Còn em thấy sao? Em thấy là nếu mà Voi Cận Thị mà vẫn giữ được ngôi vua vậy là hay quá. Hình ảnh, ngoại hình của nghệ sĩ nào khiến cho ban bình luận ấn tượng nhất ngày hôm nay ạ? Ông Tê Giác á, nó đẹp lắm luôn á. Trời ơi, điệu nghệ chưa? Anh ấn tượng với ngoại hình của mèo nhất. Thấy chưa, em nghi rồi. Nói cái này dễ thương hơn và dễ tha thứ hơn này. Bạn này có tên giống tên con gái anh, tên là mèo. Còn bạn kế bên là đứng tên giống tên con trai anh, con trai. Bây giờ là bông hay trái? Cố ý lắp ba lắp bắp hay là thiệt vậy? Em cố ý thiệt mà. Các bạn nói chung là bây giờ không có cười nữa, khán giả không cười nữa. Để anh nói coi. Ôi, tao cười luôn. Trời đất ơi, bắt đi bắt. Em phải biết rằng em được giải nhất 2 tuần là cũng nhờ khán giả cười em mới được giải đó bắt. Bây giờ em cấm ta cười. Dạ, các bạn cười đi vô tư. Nói chung là quần đỏ là con gái, còn cái bạn kia là trai. Tên Giác, con trai mình, nhưng mình thích thế thôi. À vâng. Còn riêng Ngô Kiến Huy, bạn đang muốn nội soi nhân vật nào? Huy thì nãy sao giờ... Sao Huy? Ngô Kiến Trang. Em nghĩ là tụi mình là đồng minh nên chị cũng sẽ có quyết định chung với em. Đúng. Đó chính là... Nè, chị em mình nhìn mắt là hiểu rồi đúng không? Dạ. Yeah. Ok, khỏi nói rồi. Chính xác. Trời, con Tê Giác này tôi nghi cái giới tính của nó quá. Nếu như cho bạn có quyền sát một trong ba đối thủ này, bạn sát ai trước? Này có Tê Giác lãng ký chắc sát Tê Giác trước quá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi đầu tiên của cánh cục vỗ cánh bay. Tìm đâu thấy giấc mơ em về nơi này, dòng sông cũ vẫn trôi cô đơn anh ngồi nơi đây, và em đã bước đi không còn quay về, mình anh với giá băng bao năm đi về nơi xa. Trong bóng đêm tôi về, ấm của tình lẻ loi, biết em về đâu mùa hạ, hỡi em về đây mùa đông. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi buồn. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau. Đi tìm cuộc tình xưa, lá thu về đâu xào xạc. Chìm là người miền Nam. Chìm, ông hát chữ chìm. Dòng sông xưa trôi mãi, ơi em chỉ còn nỗi đợi chờ. Gọi em trông thương nhớ, em ơi có về nơi đây.
vậy? Ai quậy dữ vậy? Trong bóng đen tôi về ôm của tình lẻ loi, biết em về đâu mùa hạ, hỡi em về đây mùa đông. Dòng sông xưa trôi mãi với anh chỉ còn nỗi đợi chờ, gọi em trong thương nhớ, em ơi có về nơi đây. Dòng sông cũ vẫn chưa cô đơn anh ngồi nơi đây, và em đã bước đi không còn quay về, mình anh với giá băng bao năm khi về nơi xa. Tìm đâu thấy bước chân em về nơi này. Trời ơi chị Tư ơi, anh Bo nè chị Tư ơi. Hẳn anh Bo không? Anh Bo hát rock hay ha. Giọng chất giọng cũng khác hẳn ngày xưa ha. Đúng là tuổi tác đã cuốn trôi đi chất giọng của anh Bo. Và bây giờ hãy cùng chào đón tiết mục tiếp theo của Tê Giác Sư Xác Yêu Ca Hát. Trời, diễn dễ sợ luôn, mấy cái người này chắc diễn gì quá. Tướng ngồi kìa, trời trời trời. Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm mang nỗi buồn không biết tên, tôi vẫn thường thề mây hẹn gió. Hay vậy? Tôi muốn lánh xa chuyện đời, tôi muốn quên đi loài người, tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Bỗng một hôm tôi với người quên biết nhau, tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ. Tôi muốn lánh nhưng lại tìm, tôi muốn quên nhớ càng nhiều, tôi muốn xa nhưng lại gần, hỡi đàn bà ơi. Cao quá vậy, ai mà cao vậy đó. Ôi đàn bà là những niềm đau, hay đàn bà là ngọc ngà trắng sao? Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ mơ. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, hay đàn bà lạnh lùng hôm nay? Ôi đàn bà là vầng thơ say khúc nhạc chua cay. Vĩnh biệt em hương chuốt tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ơi thế nhân, ơi cuộc đời, ơi đàn bà ơi.
sợ luôn á. Quậy sợ. Ôi đàn bà là những niềm đau, hay đàn bà là ngọc ngà trắng sao? Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ mơ. Bất cần đời sao? Vinh biệt em thương chuốt tình nơi xứ xa. Tôi biết rồi em sẽ quên muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ơi thế nhân, ơi cuộc đời. Ai khổ tâm gì đàn bà chứ không có khổ tâm gì đàn ông. Sợ anh lắm. Rồi, cảm ơn Tây Giác nha. À, Giác này bỏ nhây dễ sợ nhây. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một chuyện tình rất lãng mạn, dễ thương nhưng mà hơi khó tin một chút xíu giữa mèo và chuột. Hãy đến với Mèo Bánh Bèo. Người yêu ơi, yêu mình em được không? Từ giờ và sau này xua lạnh vơi đi mùa đông. Là ngày ta sum vầy, con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy, hãy để em chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu. Không là em thì là ai? Để em đưa anh về, là nhân tình yêu mãi. Quá. Mặc kệ người ta cười chế, bởi vì tình yêu là thế. Làm người yêu em nhé, baby. Em không biết bao nhiêu sao trên trời, em không quyết cuộc đời này ra sao. Dù gian lao dù ra sao thì em vẫn luôn có một người luôn bên cạnh em mãi thôi. Em không biết yêu anh sao cho vừa, em không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Tình yêu em dù không mấy lời, nhưng lòng em biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có anh. Và anh ơi, điều em biết là mỗi khi anh cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và anh ơi, điều em biết là nỗi nhớ tơi bời lúc anh rời xa chốn đây anh giận em. Và anh ơi, điều em hay biết quá. Là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa. Và anh ơi, điều em biết là không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều. Và anh ơi, điều em biết là mỗi khi anh cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Lúc anh rời xa chốn đây anh giận em. Và anh ơi, trông thấy bao xoài
ai cả trên đời. Em không thấy người nào đẹp hơn anh, vì em yêu trọn đôi mắt này, yêu trọn tâm trí, chỉ xin một đời này được anh chờ che. Rất dễ thương, và đó chính là mèo bánh bèo. Nãy giờ để ý anh Hoàng Bách không? Anh ngồi anh đờ đẫn anh coi rồi. Nhiều quá. Hát hay đấy. Hay quá. Cẩn thận nha. Vừa rồi chúng ta đã thưởng thức được 3 bài hát của 3 nghệ sĩ mặt nạ. Và bây giờ xin mời cả 3 cùng xuất hiện trở lại trên sân khấu. Cả 3 nghệ sĩ mặt nạ ngày hôm nay đã thể hiện 3 ca khúc, mà 3 ca khúc này gắn liền với 3 cung thời gian khác nhau. Đi về nơi xa của cánh cục vỗ cánh bay, thời của anh Bo. Trời, nó xa lắm rồi ha. Xa lắm, xa như tên bài hát. Bài hát Đàn Bà là một bài hát trữ tình với đối tượng khán giả riêng. Bài Đàn Bà còn xa hơn nữa đúng không? Xa hơn nữa. Bài hát Làm Người Yêu Anh Nhé Baby là bài hát đang hot hiện giờ. Thì không biết là ban bình luận thích bài hát nào nhất? Cô Kim Huy, chị Trang, Sao Huy. Em nghĩ là chúng ta hiểu nhau. Là hiểu nhau. Ok. Dạ, cũng cho khán giả hiểu vậy. Giờ bây giờ nói chuyện bí mật về ngoài ai hiểu? Quên. Cho khán giả hiểu Huy ơi. Dạ. Câu hỏi là có chém gió gì đây? Bạn thích ca khúc ở giai đoạn nào nhất? Em thích bài hát của bà. Cái bà gì quên rồi, cái bà đang... Tê Giác. À, bà Tê Giác. Bà đang giống. Bà hát Đàn Bà nữa, hèn chi bà ế hoài. Tại vì em thấy là ổng vừa diễn được bà Tê Giác cô đơn ngồi bịch xuống sàn đúng rồi. Từng bóng hồng đi ngang cuộc đời ổng. Ổng diễn rất sâu trong ánh mắt của ổng luôn. Ánh mắt luôn. Mắt luôn. Con mắt đó là con mắt ai vẻ á, Quy ơi. Em tỉnh chưa? Không hài ghê chưa? Em tỉnh chưa? Hả? Em có cần uống thuốc không? Thì chị Trang có thể dịch lại lời của Ngô Hiến Huy giúp cho khán giả được không ạ? À? Em nghĩ là chị Trang hiểu những lời gì em Huy nói. Đúng. Theo như những gì Huy nói thì mình bỏ hết đi. Nha. Còn riêng về Trang á thì Trang cũng thích cái bài Đàn Bà. Đây, hỏi người đàn bà làm đầu đàn đây nè. Nghiêm chỉnh nha, giỡn quá ha. Ủa nãy giờ chưa nghiêm chỉnh hay gì? Thật ra thì đúng như Hoàng nói đó. Ủa gì sao nói? Không quá. Mà giờ không cho nhìn luôn hay sao chị? Để em biết chỗ rồi, khác. Quay đi. Để thôi tất cả mọi người qua đằng khác đi. Thôi bây giờ không ai giờ tôi yên tâm. Nói thật ra thì không ai. Anh Nghĩa, em vừa giật mình đó anh Nghĩa. Ba người này hơi tự tin luôn đó. Cho nên là làm tốt hết cả ba bài. Và ba bài đều có cái màu sắc thái riêng. Cũng như cái bài của bà Mèo á, thì bà vui vẻ dễ thương, mà bà Mèo này bà không có giống nghề nha, bà nhảy tung tăng luôn. Bởi vậy mới bà bước ra là anh Bách là ảnh là anh chọn rồi. Mà chị có thấy cái phần trình diễn của bạn Mèo thuyết phục không? Thì nãy giờ đang nói đấy, em chọn là em chọn chuyên môn, có điều là em chọn trước khi bạn ấy diễn thôi. Vậy hả, gì kỳ vậy? Tức là Hoàng Bách chỉ cần nhìn cặp giò là biết hát hay rồi. Dạ. Giò cặp giò dài là biết làm hơi dài. Dạ, anh đi tuyển bao nhiêu cuộc thi rồi, anh chỉ nhìn giò không mà, không hát đâu. Ơi, chứ gì anh nói vậy là cánh cục tủi thân thì sao? À. Cánh cục hồi nãy hát hay mà. À không, giò ngắn nó cũng là một dạng lợi thế. Trời đất ơi, sao anh? Giò ngắn thì cái giọng cao, mọi người thấy giọng có cao không? Cao. À. Đúng rồi. Anh bắt cái gì anh cũng nói được luôn anh. Hay lắm. Thì đúng rồi. Còn riêng với anh Đại Nghĩa à, anh thích tiết mục nào hơn ạ? À? Làm khó cho khán giả. Bởi vì ba bạn nào hát cũng hay. Đúng rồi, bữa nay ba bạn thiệt. Nghe cái đầu tiên cái chim cánh cục hát, trời được quá ha, hay ha. Wow, xong qua tới Tê Giác hát, trời ơi, hú hồn luôn, gặp cái bài tôi thích nữa chứ, trời ơi. Xong rồi qua tới bà Mèo này, hay luôn. Cái giọng này là có được học thanh nhạc rồi, mọc hơi sâu á. Anh Bách, cái giò này đẹp đúng không? Ừ. Cái thân hình này đẹp. Anh đồng ý em hoàn toàn luôn. Sao? Đẹp. Hát hay. Cái này mặc Mèo nữa. Em biết rồi.
chát thiên yêu. Giọng của bạn này là người Bắc chắc luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Còn cái ông chim bến cụt kia, ông kia người miền Tây chắc luôn là Phạm Văn Mách. Sao mách hoài vậy trời? Ông Mách anh đâu có nhỏ xíu vậy. Tôi cam đoan với mấy quý vị luôn, con chim cánh cụt Minh Nhí. Chắc là Hiếu Hiền, em chỉ có Hiếu Hiền thôi. Với chiều cao này anh Hiếu Hiền bự hơn. Chàng cánh cụt này của chúng ta là một nghệ sĩ rất đa năng. Hát được, diễn được, dẫn MC cũng được, mà còn nhảy còn đẹp nữa. Thôi em biết ông này, ông biết chim cánh cụt rồi, ông làm tín đạt. Nhảy hip hop đi chim cánh cụt ơi. Nhảy thử cho ban bình luận coi nè. Đúng tín đạt luôn. Trời ơi. Tưởng ai. Đâu ơi, bây giờ mà anh làm vài động tác hình thể cử tạ em coi coi nè. Đó, kìa, đó, thấy chưa? Đó. Cử tạ gì cái bụng chả bá vậy em? Chim cánh cụt đây. Chim cánh cụt đọc rap đoạn đây, chim cánh cụt. Cánh cụt sẽ hát tặng quý vị đoạn rap rất là quen thuộc. Các bạn nhớ về tuổi xa xưa của các bạn. Yeah. Rất tới đẹp ngang bóng xế tạng, cỏ cây trên lá lá trên hoa, lụm khơm dây núi tiểu dài chú, lác đác bên sông chở mấy nhà, nghe nước đau lòng cuốc cuốc cuốc, thương già mỗi miệng cây da da, dừng chân ghé lại trời non nước, một mảnh tình duyên ta với ta, sắp mà soi. Ghê ghê ghê. Ủa cái bài này tôi nghe nó đâu rồi nè, như tôi học ở đâu rồi nè. Hình thể này, cái cá tính này, Lê Khâm. Anh cũng nghĩ y chang em á Trang. Anh cũng nghĩ y chang luôn mà đang con đường lưỡng lự trong đầu là biết Lê Khâm nó có hát được không trời. Một diễn viên hài quái dị của thành phố mình, nhỏ bé, lùng thủng hà nhỏ xíu à, mà rất duyên. Còn cái ông tê giác chính giữa này. Thưa quý vị. Sao quý? Đa năng đó. Đây rồi. Sẽ là giây phút chia sẻ của chị Trang. Ủa chị thuê MC riêng của chị luôn á hả? Em thay tiếng nói của chị. Chị đâu mượn. Chị đâu có mượn đâu cơ. Mà. Ok. Thôi kệ, để hai đứa nó ôm nhau đi. Bên đây mình bàn đi chị Tân. cái ông tê giác này là ổng làm màu nè. Ổng làm cho mình ngộ nhận ổng là một diễn viên hài gì đó. Hình như tuần rồi có nói là ông tê giác này có đi lồng tiếng luôn đúng không? Dạ có, ổng lồng được nhiều giọng lắm. Rồi bạn lồng thử một cái giọng nào đó cho mọi người nghe được không? Mọi người có nhận ra giọng ai không vậy? Ngô Kiến Huy luôn, trời đất ơi. Cái gì vậy má? Nghe như Ngô Kiến Huy luôn. Hả phân thân hả? Oh my god. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bà mèo. Chị Tư, thí dụ giờ một câu hò hay là một câu dân ca hay là bài chim trắng mồ côi chẳng hạn, chị có thể hát và... Nếu mà nói chim trắng mồ côi chắc bạn đó thuộc rồi, hát luôn đi. Tình anh như nước con sông dài. Hay quá. Con nước gì cho cây trái trổ bồng. Tình anh như lũ xanh trên đồng, cây lũ chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa anh như đường. Dữ chưa? Em cánh hò chim sáng mồ côi. Cuộc xa dung đắng khi đôi bờ. Anh bên bồi em đến lá mong chờ. Nhưng mà giọng nam má giọng nam được nhưng mà vẫn nghe được, nhưng bên lỡ mong chờ là nó cũng loại ra xíu, nhưng mà vậy là quá tốt rồi. Chúng ta sẽ đến với phần công bố kết quả và sau đây sẽ là phần quảng cáo. Chào đón tất cả quý vị đang quay trở lại với Mặt Nạ Ngôi Sao. Và tỷ lệ bình chọn là 35, 35 và 31. Ồ, hai người bằng điểm. Có hai nghệ sĩ tương đồng với nhau và một nghệ sĩ phải lộ diện ngay bây giờ. Ai đây? Và ngay sau đây chúng ta sẽ chào đón hai nghệ sĩ mặt nạ bước tiếp vào vòng trong. Chúc mừng cho nghệ sĩ mặt nạ. Nhìn đâu thấy bước chân em về nơi này. Là ngọc ngà trắng sao. Em không biết bao nhiêu sao trên trời. Em không quyết cuộc đời này ra sao.
Yeah Yeah sẽ sáng yêu ca hát và canh cục vỗ cánh bay. Như vậy là Mèo Bánh Bèo chỉ thu có chút xíu số phiếu mà thôi. Phải, này ôm chặt quá rồi đấy. Thôi, được rồi, thôi. Nào, bảo vệ cô dâu nè. Rồi đi vô đi, đi vô đi. Đi vô để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo nha. Mèo Bánh Bèo, cảm giác như thế nào khi mà chỉ có thua chút xíu thôi? Em rất là hào hức là để được hát và để lộ diện cho mọi người ạ. Mình biết là ai rồi. Anh đoán là ai? À, cái miệng cười rất là giống Hiền Thục. Nhưng mà người Bắc, thôi chút xíu nữa mở ra biết à? Nói đi anh, nói cho mọi người biết luôn anh. Em chưa biết. Ngọc. Cái gì Ngọc? Giang Hồng Ngọc. Giang Ngọc. Giang Ngọc, Giang Ngọc tới. Thanh Ngọc, Thanh Ngọc, Thanh Ngọc. Không phải, Thanh Ngọc người Sài Gòn. Tuấn Ngọc hả? Trời, ban nhạc nhắc kỳ ghê luôn á. Ai biết đâu, nghe ban nhạc nhắc nói lại đó. Ban nhạc nói cho mấy em nói nha. Mấy con khán giả kia em không hiểu biết. Bạn này mới vô Sài Gòn lập nghiệp, có tham gia một cái show. Mà cái show đó là anh Đại Nghĩa, anh dẫn MC ha. Tên gì nó đi, mặt em nghiêm trọng quá. Là cái gì Ngọc? Em bị bệnh quên tên. À, em bị bệnh quên tên, cho em video làm gì ai cũng nghe. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ biết được Mèo Bánh Bèo là nghệ sĩ nào sau một bài hát của cô ấy. Xin mời. Bài gì vậy ta? Dằn vặt trong anh biết có thật không? Trừng phạt chỉ cho quá khứ thêm đắng. Một mình thân em cố gắng ngược xuôi, lo cho đôi ta mãi không sớm tối. Một trời tin yêu trong em cho anh đến thế. Em tin anh mà rồi đến khi em biết ra phía sau tình mình bao nhiêu là người anh nói yêu thương tựa đã nói với em. Có bao giờ anh nghĩ em đau thế nào? Có bao giờ trong lòng anh thấy tội lỗi? Vết thương này sẽ theo em đến cuối đời. Càng đậm sâu lại càng xa xiết đau. Hãy trả lời em nghe khi anh với ai. Có bao giờ trong lòng anh nghĩ đến em? Em đã dành cho anh yêu thương nhiều thế mà. Rồi anh cho và bây giờ xin mời Mèo Bánh Bèo hãy lộ diện và giới thiệu danh tính thật sự của mình đến tất cả mọi người đi nào. Ca sĩ Lệ Ngọc. Giống Hiền Thục thiệt. Lòng mình sợ rằng mình sẽ ta vẫn yêu nhưng phải chia xa biệt ly. Sợ sự phản bội của người mình một đời dành trao yêu thương chẳng hoài nghi. Em đau thế nào? Có bao giờ trong lòng anh thấy tội lỗi? Vết thương này sẽ theo em đến cuối đời. Càng đâm sâu lại càng xa giết đau. Hãy trả lời em nghe khi anh với ai. Có bao giờ trong lòng anh nghĩ đến em? Em đã dành cho anh yêu thương nhiều thế mà. Rồi
một bài hát rất da diết cảm xúc với ca sĩ Lệ Ngọc. Nguyện xin giữ mãi tình bạn trong tim. Trưởng thành từ hai cuộc thi âm nhạc Đình Đám, Lệ Ngọc ghi dấu ấn với khán giả bởi chất giọng dày và đầy nội lực. Từ đây nữ ca sĩ tự tin bước vào nghề và cho ra mắt single online Ruby Lê Là Em. Đồng thời cô cũng tung ra một số sản phẩm với dòng nhạc sở trường. Năm 2016, Lệ Ngọc gây ấn tượng khi tham gia chương trình Biến Hóa Hoàn Hảo. Chọn hình tượng Lệ Quyên với dòng nhạc khác sở trường, đây là một thử thách lớn đối với nữ ca sĩ. Thôi rồi, còn chi đâu anh ơi. Ngay từ lúc xuất hiện và cất lên những ca từ đầu tiên, Lệ Ngọc đã khiến toàn bộ khán giả và ban giám khảo phải rùng rợn. Giải quán quân chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Lệ Ngọc. Sở hữu một ngoại hình quyến rũ, một giọng hát đồng nàn cảm xúc, mong rằng trong tương lai, Lệ Ngọc sẽ gặt hái được nhiều thành công với con đường đã lựa chọn. Một người quen của anh Đại Nghĩa luôn đấy ạ. À, đúng rồi, quen. Mà bình thường á, nghe Lệ Ngọc hát cái giọng của Lệ Quyên không hà. Trong cái chương trình mà anh với Ngọc gặp nhau đó, bữa nay mới nghe được cái giọng thiệt, thành ra nhận không có ra. Động lực nào đưa đẩy bạn đến với sân khấu của Mặt Nạ Ngôi Sao? Thì em muốn thử sức mình với tất cả các thể loại nhạc mà em chưa từng hát, xem mà em hát thế nào ạ. Và Lệ Ngọc cảm thấy yêu mến bình luận viên nào nhất? Tất cả yêu hết ạ. Còn hâm mộ thì hâm mộ chị Thu Trang từ lâu rồi ạ. Em hâm mộ giọng hát Thu Trang hả Ngọc? Thực ra là Thu Trang cũng có nhiều điểm để hâm mộ, chứ ngoài việc diễn hài ra thì nhan sắc nè. Đấy. Ừ, dạ. Em muốn nói điều này từ lâu dạ, rồi. Dạ, em cảm ơn anh Hoàng Bách. Dạ. Bắt tay thôi. Nghe này. Bắt tay vô luôn nha, mình đừng có che hình anh được không? Bắt tay Hoàng Bách. Dạ. Bắt tay anh dạ. Mình rất là ấn tượng với Ngọc trong rất nhiều show mà hai anh em hát chung. Ngược lại thì Ngọc không ấn tượng lắm với Bách. Có không ạ? Bạn có ấn tượng với anh Hoàng Bách không? Không. Anh trả lời luôn dùm cho. Không ai trả lời em. Mình xin kết bạn Facebook với cậu, cậu bảo anh là ai? Trời ơi. Thì ra xin kết bạn, xin add friend tâm được bây giờ thù. Là nói chung mình có tí quê mà. Anh ơi, anh nói những cái câu này ra rồi chị nhà biết không anh? Biết chứ, trên TV mà sao người ta cắt mấy đoạn này nhạy cảm này. Mấy đoạn câu view thế này người ta phải để chứ. Không sao hết trơn á, Bách kết bạn với em không được. Giống như là vợ có Bách kết bạn nhưng mua kiếm quy hoài đâu được đâu. Không, nhưng mà hồi nãy anh Hoàng Bách nói thì khi mà lột mặt nạ ra thì mới thấy là đúng là cái miệng giống Hiền Thục thật. Anh xin lỗi, nghệ sĩ rất là ghét nói giống nhau, nhưng mà đây là cái điểm đập vào mắt anh đầu tiên cho nên không là... Không ạ, chị Thục xinh ạ, em thích nói thì giống nghệ sinh. Em xinh rồi, đương nhiên rồi. Thế nên là Bách nhớ thôi chứ không phải là cái gì đâu. Mình đàng hoàng mà. Tự biện minh luôn. Nếu mà thấy anh Hoàng Bách đàng hoàng cho ảnh tràng pháo tay đi ạ. Qua rapper nó có nói xong mà không ai vỗ tay chắc vui lắm ha. Là nhờ cái tràng pháo tay này mà cứu lại anh đó nha. May quá. Không có nghĩ là Ngọc, chị xin lỗi nha. Tại vì có lẽ là em giả hình tượng của Lệ Quyên cho nên là nó có vẻ như nó hơi cái nó hơi đứng một tí xíu, nhưng không nghĩ là bây giờ em ở ngoài thì lại lý lắc với như vậy mà trẻ trung như thế. Không, hồi đó em béo, bây giờ em gầy hơn một đúng tí rồi à. Hồi nay anh cũng nói chị Ly vậy đó, anh nói không, Lệ Ngọc bự con hơn, còn bé này thanh mảnh hơn nhiều, thì qua thời gian thì người ta sẽ là hình thể mình sẽ đẹp hơn. Anh rất là vui đó Ngọc, anh nói thiệt. Ngọc có nói với anh là em không biết định hướng con đường tiếp theo của mình sẽ như thế nào. Thì anh lúc đó có chia sẻ với Ngọc rằng là em xinh, em đẹp, em hát hay, chọn những cái dòng nhạc nào đó mà cho nó tiếp cận với khán giả một tí, cái hình ảnh bên ngoài của mình nó cũng phải trở nên nó gần gũi, nó quyến rũ một tí. Thì hôm nay anh gặp em, anh rất là bất ngờ, khác hoàn toàn. Thì anh nghĩ rằng con đường mà em lựa chọn là đúng đó Ngọc, tiếp tục cố gắng như vậy nha. Khi mà em đọc comment trên Facebook, chị Quyên như một phiên bản béo với cả mặt trung già rồi. Em cảm thấy rất là buồn và em nghĩ rằng đấy là những cái mà mình phải sửa đổi về bản thân mình nhiều hơn. Nên là em cũng có tập luyện thể lực cũng như là ăn kiêng cũng như là học thêm về thanh nhạc. Sắp tới thì chắc có lẽ là em cũng sẽ theo con đường những ca khúc nhạc trẻ. Một tràng pháo tay dành cho Lệ Ngọc.
Năm nay 28 tuổi. Đó là một cái tuổi không phải là quá lớn nhưng là quá muộn để định hướng xem cái hướng âm nhạc của mình là gì. Cảm ơn Mặt Nạ Ngôi Sao đã cho Ngọc biết được là Ngọc còn có thể vừa nhảy được, vừa hát nhạc R&B được, vừa hát nhạc quê hương, Chim Trắng Mồ Côi được, và đã có cho Ngọc những nhiều cảm xúc rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn Mặt Nạ Ngôi Sao, xin cảm ơn Mèo Bánh Bèo nữa nè. Và bây giờ sẽ tiếp tục với hai bài đơn ca nữa. Một trong hai bài hát này sẽ có một bài hát được đấu trực tiếp với Vòi Cận Thị. Và bây giờ sẽ là bài hát đến từ Tê Giác Sơ Sát Yêu Ca Hát. Tiếng mới đầu Linh nhìn Linh cái tưởng tượng ai đây thấy bự con thì tưởng tượng hoàng hôn không. Một ngày, ngày đã qua. Trời hay quá. Ôi một ngày, ngày trôi qua, một chiều, một ngày âm thầm đã trôi đi không còn gì. Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè. Nhạc Trịnh Công Sơn mà. Ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương. Còn có ai không còn người? Ôi nhân loại mặt trời và tôi thôi rồi lang thang như mây trời. Ôi nhân loại mặt trời trong tôi. Một ngày, ngày đã qua, ôi từng ngày từng xót xa. Một chiều, một ngày, tay người đã tha mây bay cho đường dài. Sau chinh chiến, hỡi quê hương thần thoại, thuở hồng hoang đã thấy, đã xanh người liêu trai. Có khi nào ngọc trai không anh? Hả? Có khi nào ngọc trai không? Ôi nhân loại, con người và tôi thôi rồi lang thang như mây trời. Ôi nhân loại, con người trong tôi. Ngày trong qua, ôi từng ngày từng xót xa. Một chiều, một ngày, tay người đã tha mây bay cho đường dài. Em phải học má được này đâu. Sau chinh chiến, ơi quê hương thần thoại, thuở hồng hoang đã thấy, đã xanh người liêu trai. Còn có ai trong cuộc đời? Ôi nhân loại, con người và em tôi nay đôi môi xin thương người. Ôi nhân loại, con người trong tôi. Mặt trời đang ngủ yên, xin mặt trời hãy ngủ yên. Người hãy nhớ mang theo hành trang qua khu.
vắng chân mây nhà đàn. Người hãy nhớ mang theo hành trang qua khoảng trời vắng chân mây nhà đàn. Người hãy nhớ, hãy nhớ đời. Người hãy nhớ, hãy nhớ hoài. Người hãy nhớ, hãy nhớ người. Hãy nhớ người, hãy nhớ người. Hãy nhớ. Hãy nhớ người. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đối thủ của Tê Giác. Hãy chào đón cánh cục vỗ cánh bay. Một ngày nào đó nếu ánh dương sẽ không còn, loài người chìm trong đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ. Yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần. Con tim ta như đã lạnh buồn giá. Một ngày nào đó nếu anh dương sẽ không còn, loài người chìm trong đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ. Yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần. Con tim ta như đã lạnh buồn giá. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Như anh xa như mặt trời à. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Yêu em mãi như mặt trời với trái tim cháy yêu thương. Một ngày nào đó nếu anh dương sẽ không còn, loài người chìm trong đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ. Yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Em bên anh vẫn cô đơn, anh xa em dù gần. Con tim ta như đã lạnh buồn giá. Lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng như mặt trời à. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Yêu em mãi như mặt trời à. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng. Rất
CD chúng tôi xin mời Thế Giới Sơ Sát Yêu Ca Hát cùng với các bạn sân khấu. Mà không biết là cái đôi tai của Thế Giới đâu mất tiêu rồi. Nhoi quá rớt rồi. Thấy chưa, rớt tai rồi. Anh Hoàng Bách, anh cảm giác như thế nào về hai bài hát vừa rồi? Bách đặc biệt ấn tượng với bạn Tê Giác. Tất cả những cái tầm quãng giọng của bạn ấy, bạn ấy thể hiện rất là đều, là tốt. Và đặc biệt cái câu ngân cuối cùng, nếu mà không học thanh nhạc thì không có cái cách lấy hơi để chuẩn bị hơi. Hãy nhớ dài 2-3 câu nối liền nhau. Kim cánh cụt kia thì hát rất tốt, nhưng mà Bách đoán đây là cái giọng bản năng. Giọng bản năng đã hay như vậy rồi, nghe rất là đời. Còn riêng chị Thu Trang, em chú ý là thấy phần biểu diễn của cánh cụt của cánh bay hát nhép theo nữa. Chị có thể hát lại khúc mà điệp khúc được không chị? Bài nếu điều đó xảy ra để Trang hát là kinh khủng lắm. Là nó xảy ra luôn đấy. Hãy để điều đó xảy ra. Chị đại diện team mình đi chị. Không có thuộc lời. Chị không thuộc lời. Quy Quy nhắc đi trời ơi. Em cũng vậy. Đây không, em sẽ nhìn Bình Minh. Ai? Chị nghỉ ngơi. Ok. Em nói rồi, đời người đàn ông là không có cái dại nào giống dại nào hết á. Trời ơi, cái ông Tê Giác. Tôi hiểu tại sao dạo này Tê Giác gần như tuyệt chủng. Rồi, bây giờ chúng ta đến với những giây phút nghiêm túc của chị Tư nè. Chị nghĩ bài hát nào xứng đáng để có thể đối đầu trực tiếp với vua mặt nạ? Là chị nói đơn giản một câu là vua mặt nạ có thể bị xóa ngôi. Hay, câu này hay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần công bố. Và tỷ lệ bình chọn chính là 53 và 48. Wow, sát dữ vậy hả? Chênh lệch nhau chỉ có 5 lá phiếu mà thôi. Hãy chờ đón xem ai sẽ có cơ hội đấu trực tiếp với vua mặt nạ. Lạnh lùng trong băng giá. Cánh cụt của cánh bay hay là Tê Giác Sơ Sát Yêu Ca Hát? Chúc mừng Tê Giác Sơ Sát Yêu Ca Hát. Như vậy, mặc dù đánh mất đôi tài của mình, nhưng anh ấy vẫn nổi tiếng và đứng đầu với vua mặt nạ. Chúc mừng Tê Giác. Rồi Giác, vô Giác hơi nghỉ ngơi. Rồi Cục ơi, Cục, Cục ra đây nè Cục. Quý vị nghĩ cánh cục vụ cánh bay là ai ạ? Phạm Văn Minh. Hả? Minh Nhi. Cánh cục vụ cánh bay hãy lộ diện đi nào. Nghệ sĩ Minh Nhi. Đời tìm xa. Hát rất tốt, nhưng mà năng đã hay như vậy rồi, nghe rất là đời. Cái anh này có thể không phải là ca sĩ. Không. Ca sĩ, ca sĩ, ca sĩ. Hát rất là chuyên nghiệp. Diễn viên, không thể nào là ca sĩ được. Minh Nhi. Cánh cục vụ cánh bay hãy lộ diện đi nào. Nghệ sĩ Minh Nhi. Cánh cục vụ cánh bay hãy lộ diện đi nào. You should know, I just came to say hello.
tiếp tục một cánh bay, hãy lộ diện đi nào. Tôi nói Phạm Văn Mắt, nghệ sĩ Minh Nhi. Không tin tôi. Giọt nước mắt trong đêm tối lạnh như băng. Chúc mừng đi Hương Trang, ngày hôm nay trúng số chắc rồi đây. Ngày đó đã tới, ngày đó đây nè. Bao nhiêu đêm mà chị Trang réo gọi tên anh, tại sao giờ anh mới xuất hiện? Đây chính là anh Phạm Văn Mất. Phạm Văn Mất, chàng lực sĩ đã đem về rất nhiều chiến tích cho thể hình Việt Nam. 4 lần vô địch thế giới, 8 lần vô địch châu Á và vô số lần nắm huy chương vàng ở nhiều cuộc thi khác. Cái tên Phạm Văn Mách còn nổi tiếng hơn khi anh bất ngờ xuất hiện trong một cuộc thi âm nhạc vào năm 2011. Bằng chất giọng khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng, anh chàng khiến càng sẵn sàng cháy hết mình trên sân khấu. Sự ủng hộ của khán giả đã khiến anh hết lòng say mê ca hát. Từ đó Phạm Văn Mách luôn nỗ lực rèn luyện với mong muốn được mọi người nhớ đến và chấp nhận giọng hát của mình. Lực lẽ hạt cây ngóng chờ. Sớm đàn mất đi một chân tài. Cá tính trẻ trung, vui tính và đặc biệt là niềm đam mê ca hát đã đưa nghệ sĩ Phạm Văn Mắt đến gần hơn với khán giả. Với tinh thần mạnh mẽ và sự quyết tâm vốn có của một vận động viên, chắc chắn Phạm Văn Mắt sẽ gặt hái được nhiều huy chương cho những đam mê mà anh đang theo đuổi. Em hãy rời xa nơi này, giờ tôi vốn đời anh ngủ quên. Bác xin chào các bạn. Ôi cái này không có tên. Cái gì tại vì cái này là cái ai cũng Phạm Văn Mách chứ không phải là người ta đoán trúng đâu. Đêm này là đêm thứ mấy rồi? 16 số rồi đúng không? Đêm nào Trang nó cũng đoán Phạm Văn Mách. Những tuần vừa rồi anh có bị cảm hắt xì sổ mũi gì không anh? Em xin lỗi anh, là đôi khi anh hắt xì là do em đó anh à. Hàng chi tối nằm mơ hoài. Vậy cái cảm giác của mình như thế nào khi mà liên tục có bình luận viên Thu Trang nhắc đến tên của mình ạ? Thật sự thì cũng dễ đón nhận ra Mách thôi. Vì Mách có một cái hình thể và cái chiều cao đặc biệt là rất là đặc biệt. Không có anh ơi, Trang đó mò số nào cũng đoán tên anh hết trơn á. Thậm chí số này cũng mò luôn đó. Ủa vậy đó hả? Dạ. Anh ơi, anh Mách với ông Trang có hai sự lựa chọn thôi. Hoặc là Phạm Văn Mách, còn ai cao cao là nữ cắt với miêu hết. Không, thật ra là vậy nè. Là đúng là em đoán mò hết là anh Phạm Văn Mách. Tại vì á, anh rất là thích hát. Anh cũng có đi thi một cái chương trình hát rồi. Cho nên là khi mà ai mà nhận không ra thì vui là đoán là anh Phạm Văn Mách thôi. Nhưng mà không ngờ hôm nay là anh Mách lại xuất hiện thiệt. Phải là chương trình thấy cái sự khao khát của Trang nó lộ liễu quá đó anh. Thành ra là đáp ứng cái nhu cầu đó, bưng anh tới đây cho Trang vừa lòng. Trước đây thì Mách có từng tham gia các chương trình game show, chung là rất là thích. Và lần này thì Mách muốn trở lại. Và đặc biệt hơn nữa là cái chương trình này rất là vui. Ngoài các bạn khán giả cổ vũ rất là nồng nhiệt rồi, không cái chương trình game show nào có là một cái đội bình luận một cái đội bình luận rất là vui mà rất là bình luận không hiểu gì hết. Ý anh nói cái đám bên đây này là cái đám xàm xí đó. Và hy vọng tất cả quý vị khán giả sẽ luôn ủng hộ cho ca sĩ lực sĩ Phạm Văn Mách. Cảm ơn rất nhiều ạ. Đây là một hành trình rất là đáng nhớ. Cảm thấy hào hứng, cảm thấy là có một cái gì đó luôn 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 được theo dõi, luôn luôn được quan tâm. Giọng hát của Mách những chương trình trước thì chưa có được chỉnh chu. Cho nên là việc mọi người bình luận tốt có, chê có. Nói chung đó là những cái mà để cho Mách có động lực ngày càng phấn đấu ngày càng tốt hơn. Mách thì luôn trong người có dòng máu văn nghệ, dòng máu nghệ sĩ. Cho nên là Mách rất là muốn thể hiện đam mê ca hát để thỏa mãn niềm yêu thích của mình. Và thông qua chương trình này thì Mách cảm thấy là cái máu văn nghệ nó được trỗi dậy, và mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ cho Mách. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với giọng hát của vua mặt nạ Voi Cận Thị, và để chờ đón xem anh ấy có giữ vững được ngôi vua hay không. Voi Cận Thị, bạn cảm thấy đối thủ trực tiếp của mình đó chính là Tê Giác Xe Xác Yêu Ca Hát ngày hôm nay như thế nào? Voi thấy Tê Giác là một đối thủ rất mạnh, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Và bây giờ hãy đến với bài hát của Voi Cận Thị. Tình ta giờ đã mãi mãi cách chia xa, như trăng xưa biết sẽ trôi hoài, tìm lệ rơi trên sông. Em ơi, nó mới vô bị vô câu đầu. Hay bị này, hay bị cái này đó. Còn đâu ngày tháng gì vang, vẫn mãi yêu nhau, ta xa nhau biết đến bao giờ, tìm lệ rơi trên sông, mình đã mất nhau thật rồi. Kia nó mạnh quá là phải. Dạ, nó bị chinh lên liền. Đừng buồn nhé em hỡi, cuộc tình nào không nguôi, xót xa một lần đã tan vỡ, để lại từng vết thương ngồi sao thiết tha. Từng chiều xuống em vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi phai. Phút cuối tiễn đưa cánh sao lừa thưa, đừng sầu nhé em hỡi, kỷ niệm là cơn mơ, buốt đau từng dòng hát xa vắng, nhạt nhòa tình đã trao sao, em luôn khát khao từng giọt nắng trôi hững hờ, gặp nhau trên lối yêu xưa. Nhớ nhé em, giây phút mắt nồng, tình yêu đã đến trong cơn mơ thật xa vắng, rồi cho ta dòng lệ đang khơi. Tình tựa bao tố dù có tan nua, mộng đẹp xin giữ trong tim, hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có xa. Tự nhiên cái hơi đã đắm hết rồi, ống hết rồi. Khi gối chăn còn lại hơi ấm đêm nào, xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến bắt đầu. Nó bị mệt rồi, mệt rồi, người mệt rồi. Của Voi Cận Thị, và đây chính là đơn đặt hàng của bình luận viên Trường Giang. Rất tiếc là anh Giang không có thể lắng nghe ngay lúc này, nhưng mà hy vọng anh Giang cũng sẽ thích ca khúc này khi đó nghe. Và bây giờ chúng tôi xin mời Tê Giác Xe Xác Yêu Ca Hát quay trở lại sân khấu. Và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe ban bình luận, xin mời. Bình luận viên đều có những chuyện rất bí hiểm.
Dường như danh tính đã lộ rồi. Ai vậy? Bởi vì nghĩ hoài không ra nó bị điên đó. Nghĩ hoài không biết ai điên luôn. Nhưng mà hai bài hát vừa rồi có thật sự là đúng với sở trường của cả hai nghệ sĩ mặt nạ này hay không ạ? Không. Với Bách thì không. Với Bách thì có bạn Tê Giác là làm đúng sức thôi. Thực ra bạn Voi mấy hôm Bách thi cùng với bạn ấy hát những cái bài đúng sở trường hơn là hôm nay. Giọng hát mấy hôm đó cũng tốt hơn hôm nay. Vậy hôm nay sức khỏe của Võ Văn Thị vẫn tốt chứ ạ? À, thì hôm nay sức khỏe của Võ bình thường. Nhưng mà cảm ơn anh Bách rất là nhiều. Tại vì chắc là một phần là Tê Giác nặng ký quá cho nên là cũng hơi hợp chút xíu. Đúng là hôm nay là nghe Voi hát thấy phong độ tuột. Từng hát cái nhạc Tô Chấn Phong rồi đúng không anh? Mà rất là hay là luôn. Là tuần kia đó. Đúng rồi, rất là hay luôn. Mà hôm nay nghe bài Tình Nồng rất là mới. Nghe Giang Suối Bậy hát bài này. Ông hát cái bài Tình Nồng. Cái giọng ông hát bài Tình Nồng là chết. Nhớ về Tình Nồng. Bữa nay Giang nó biết thế nào là đó, cũng có vấn đề ra Giang bạn bỏ tốn rồi. Những người xuống mình người ta lại không có ở đây. Tranh thủ mình nói xấu sau lưng luôn. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là phần bình chọn cuối cùng của quý vị khán giả. Và tỷ lệ bình chọn là 46 và 55. Wow, căng thẳng ha. Ai đang sở hữu số phiếu cao hơn và có cơ hội trở thành vua mặt nạ mùa 1 của mặt nạ ngôi sao? Ơi cô em làng quê tóc phiêu bồng trong nắng gió. Ôi đàn bà là những niềm đau, hay đàn bà là ngọc ngà trắng sao? Còn có ai trong cuộc đời, ôi nhân loại con người, tình tựa bao tố dù có tàn lúa, mộng đẹp xin giữ trong cho nhau nụ cười dù ngày mai có xa nhau. Và xin được chúc mừng cho vua mặt nạ cuối cùng của chúng ta chính là ngày 4 tháng 1 năm 2017, mặt nạ ngôi sao lần đầu lên sóng trở thành một sân chơi đặc biệt. Đời nghệ sĩ tỏa sáng chỉ bằng giọng hát. Màn song đấu bắt đầu. Buộc chặt con tim nhức nhối vài ngàn câu dối trá. Thôi qua ngày mai xin đừng quên người ơi. Còn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em. Dập tan bao yêu sâu lùi tới. Có thể nói khoảnh khắc người nghệ sĩ gỡ bỏ lớp mặt nạ chính là những phút giây đáng nhớ nhất của mặt nạ ngôi sao. Ca sĩ Ngọc Linh. Nên nó cũng xúc động tại vì quá lâu rồi nên không có lên sân khấu. Sau 16 tuần, chỉ còn Voi Cận Thị và Tê Giác Sờ Sát Yêu Ca Hát chưa lộ diện. Một trong hai giọng ca xuất sắc này sẽ trở thành vua mặt nạ cuối cùng của chương trình. Ông Voi này nè, ông thông minh là bởi vì ông cứ chọn những cái bài nó dễ nghe. Cảm giác nó đã mà nó sướng. Tất cả những cái tầm quãng giọng của bạn ấy thể hiện rất là đều, là tốt. Vua mặt nạ có thể bị xóa ngôi. Ai sẽ chạm tay đến quyền trường? Quý vị, vua mặt nạ sẽ thuộc về ai? Vẫn tiếp tục là Voi Cận Thị hay là Tê Giác Sơ Sát Yêu Ca Hát? Vua mặt nạ của chúng ta chính là nghệ sĩ mặt nạ Tê Giác Sơ Sát Yêu Ca Hát. Không, vua không ai làm như vậy cả. Vua được chưa? Bây giờ xin mời vị vua chúng tôi vào trong những nơi để chuẩn bị cho nghi thức đăng quang. Và chúng ta chỉ còn Voi Cận Thị đứng trên sân khấu mà thôi. Và chỉ ít phút nữa sẽ biết Voi Cận Thị thật sự là nghệ sĩ nào. Nhưng mà trước tiên tôi phải hỏi là có phải ngày hôm nay bạn cố ý nhường ngôi vua lại cho Tê Giác hay không? Thật ra không phải đâu. Tê Giác là một đối thủ thật sự rất là mạnh. Mà hôm nay Tê Giác lại hát rất là tốt. Voi nghĩ là Tê Giác có cái vị trí này là hoàn toàn xứng đáng thôi. Vẫn luôn là một phong thái rất là điềm tĩnh, rất là khiêm tốn. Và
qua một chặng đường rất là dài mà bạn được ngồi trên vị trí cao nhất của vua mặt nạ. Bây giờ phải dừng chân rồi, cũng ngay đêm cuối cùng luôn. Cảm giác như thế nào ạ? Thật sự cho đến ngay lúc này thì cái cảm giác của voi cũng rất là hạnh phúc. Khi mà mình liên tục 5 tuần giữ cái vị trí này. Cái đêm cuối cùng này thì Tê Giác thắng voi. Nhưng mà cuối cùng Tê Giác cũng được có 1 vòng thôi. Nó may mắn hơn chứ. Cho nên là voi cảm thấy rất là hạnh phúc. Cảm ơn chương trình đã tạo ra một cái sân chơi để cho những cái nghệ sĩ có thể thể hiện mình lên sân khấu, được hát, được cống hiến, nó đã lắm. Cho nên là cảm thấy rất là quý, rất là cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cảm ơn. Và món quà mà Võ Thần Thị sẽ dành tặng cho tất cả chúng ta chính là danh tính thật sự của anh ấy. Và để chờ xem đúng với những dự đoán của quý vị khán giả và các bình luận viên hay không. Bây giờ xin mời voi đến đây nào. Đằng sau lớp mặt nạ của voi Cận Thị chính là voi Cận Thị là một cái nhân vật mà riêng của mình, nó đã đem lại rất là nhiều may mắn. Chắc chắn nó sẽ có một cái vị trí rất là quan trọng, cho nên là nó sẽ là một cái kỷ niệm thật sự rất là đáng nhớ. Hôm nay là cái ngày quay cuối, đúng là cái cuộc vui nào nó cũng đến lúc phải ngưng. Thì thật sự cái ngày chia tay chương trình thì thật sự rất là tiếc. Ca sĩ Lâu Nhã. Bất ngờ không chị Tân ơi? Bây giờ đang trong lòng thực sự là đang cảm giác có một chút rất là ngại với Nhã. Tại vì hồi nãy mình có tuyên bố một câu đó, không biết nó có một phần nào gây áp lực cho Nhã hay không. Chị khẳng định là chắc chắn sẽ có sự xoán ngôi của hai đối thủ như là tương đồng với nhau. Không gì đâu chị. Em thấy cái chuyện đó bình thường. Lúc đó em có nghe thấy không? Chắc không nghe, chị đâu nghe. Cảm thấy có lỗi. Nhưng mà Nhã em hát rất là tốt. Có thể là nghệ sĩ của mình nó có một cái lạ là mình mệt cỡ nào mình hát nó vẫn tốt hơn là cái sự chờ đợi. Nó làm cho có cái năng lượng của mình nó không có khởi động, cho nên cái máu nó không có. Cho nên là em bị câu đầu tiên, chính câu đầu tiên nó sẽ ảnh hưởng tâm lý toàn bài. Không, thật ra thì cái bài này bên nhạc đã cứu em á. Em tập bài này lần thứ hai. Ủa mà sao vậy? Không, tại vì không tập kịp chị. Có một cái chỗ là thật ra là lẽ ra phải đào một chỗ khác, em quên mất. Đáng lẽ là vào là vô áp lực. Bác hiểu, anh bác hiểu. Không, chính xác là vậy. Tại vì cái bữa em mà em giữ ngôi, em bị cậu này xoắn ngôi này là em hát em quên lời không à? Hả? Và trước đó thì em hát ngon lành. Thôi đúng thôi anh ơi, anh hát dòng nhạc của anh thì sao anh quên được. Tự nhiên hát cái dòng nhạc trái ta sở trường kể của đi mình. Vui mà thì khán giả vui chính được gì rồi. Không phải dòng nhạc của em cho nên em mới quên lời. Đúng rồi. Nhưng mà mình nói là để mà nói cho Nhã là với khán giả hiểu là cái việc mình phải bảo vệ cái ngôi vua của mình bây giờ nó khó khăn rất là nhiều, mà em đã giữ được 5 tuần như vậy rồi, em quá siêu rồi. Nói vậy là quá siêu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đã lâu rồi, giống như là Lân Nhã đã chia sẻ, đã không quay trở lại sân khấu của âm nhạc. Tại sao, động lực nào đẩy bạn đến sân khấu này? Thú thật với quý vị thì nó cũng là một cái cơ duyên. Khi mà Nhã nhận được cái lời mời thì Nhã chỉ nghĩ trong đầu là lâu rồi mình không đứng trên sân khấu. Thì có một cái dịp, có một cái cuộc chơi để mình được hát là đủ. Mình làm lại cái đam mê của mình. Trước đây em đi lồng tiếng, bỏ một khoảng thời gian cũng khá là dài, khoảng 2 năm mấy, 3 năm. Mà bây giờ thì nó có những cái nó thôi thúc, kiểu như đêm về mình thấy nó hơi khó chịu, cho nên là nó thúc giục mình làm cái gì đó để mình trở lại mình đã. Với tư cách là một người đi trước Nhã một thời gian thì anh nghĩ là với cái giọng hát của em như thế này, cái khả năng của em như này, em không quyết liệt theo nghề đến cùng thì là một cái sự phí phạm. Phí phạm công cha mẹ đã sinh mình ra với khả năng này. Không, thực sự là vậy. Bước lên được cái sân khấu như thế này, giọng hát như em,
mà lại chắc chắn em sẽ ghi nhớ cái lời này của anh. Chính xác là như vậy, em không được quyền từ bỏ. Không có nhiều người có khả năng hát được như em như thế này. Cảm ơn bác nhiều. Và bây giờ tất cả mọi người sẽ đồng ý để cho ca sĩ Lân Nhã được trực tiếp đứng trên sân khấu này và hát tặng mọi người được không ạ? Với tư cách là Lân Nhã. Xin mời Nhã. Cảm ơn quý vị. Có một ca khúc mà Nhã rất là thích của anh Hai Lam Trường. Dạ đúng rồi. Tình Thôi Xót Xa. Xin mời quý vị cùng nghe. Từ khi quen em, anh đã biết mỗi rồi. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơm ấy trao em rồi. Em yêu kiều thướt tha, cho hôn đắm say. Cuộc tình này dài lâu, nhưng sao vòng tay êm mãi. Yeah. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giật mộng tan. Lòng cay đắng khi em quên lối hẹn. Lời yêu, lời thương em đã quên. Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong cơn mưa anh vẫn chờ, chờ em đến. Tình thôi xót xa. Cái tình cảm mà khán giả dành cho Voi rất là lớn. Chỉ có nghe giọng hát ủng hộ cho Voi để Voi giành chiến thắng trong qua tuần. Đó là một cái động lực để Voi quay trở lại làm nghề quyết liệt hơn. Cho hôn đắm say, cuộc tình này dài lâu, nhưng sao vòng tay êm mãi. Chắc là vừa mới xong cho nên còn cái cảm giác lân lân của chương trình đó, cho nên là quen xưng là Voi rồi. Mà thật ra là gọi là Voi Cận Thị hay Voi Điền Lân Nhã gì cũng như nhau thôi. Voi Cận Thị nó đã đem lại cho Nhã rất là nhiều may mắn. Thì chắc chắn đối với bản thân Nhã, nó sẽ có một cái vị trí rất là trang trọng. Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ. Nó sẽ là một cái kỷ niệm thật sự rất là đáng nhớ đối với Nhã. Dạ, cảm ơn chương trình, cảm ơn quý vị rất là nhiều vì trong những tuần qua đã luôn ủng hộ cho Nhã. Dù phần trình diễn như thế nào vẫn luôn yêu quý, vẫn luôn ủng hộ cho Nhã. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trong mơ anh vẫn chờ em đến. Tình thôi xót xa. Cảm ơn Lân Nhã rất nhiều. Chúc cho bạn luôn thành công và đạt được những ước mơ của mình. Tạm biệt Lân Nhã. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Cảm ơn. Hoàng ơi, đã lâu rồi thì khán giả mới nghe được giọng hát của Lân Nhã. Sự trở lại của Lân Nhã thì mọi người rất là xúc động. Thì bây giờ Trang cũng muốn là... Trang trở lại hả Trang? Không phải, bây giờ em nghĩ là khán giả cũng có một ca sĩ lâu rồi không hát á. Cho nên là có thể hát không Huy? Ca sĩ mà đi quay em show không bỏ hát đâu rồi. Bây giờ hát đi Huy ơi. Vẫn hát đều. Vẫn hát. Nhưng mà không có thấy. Không có thấy. Bây giờ mọi người muốn thấy không ạ? Thấy chưa? Chết rồi, bây giờ nói hát. Hát cho xúc động giống nãy nha. Rồi. Hát một câu. Hai câu đi. Nói cho anh vì sao em bỗng xa đi. Hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu. Giờ anh có lỗi lầm. Không có em anh sống sao. Cảm
Trời ơi, 4 câu luôn, hay quá. Cảm ơn Ngô Kiến Huy. 4 câu. Quy, bữa nay chị mới biết em hát hay vậy luôn á Quy. Quy, Quy, anh mới biết bữa nay là em còn biết hát đó Quy. Đúng rồi. Quay lại chương trình đi, quay lại chương trình. Cảm ơn bài hát của Ngô Kiến Huy để có thể chào đón phần nghi thức đăng quang của Tê Giác Sơ Sát Yêu Ca Hát. Đây chính là lần đầu tiên mà Tê Giác Sơ Sát Yêu Ca Hát được mặc chiếc áo choàng quyền lực này cùng với quyền trụ của mình. Trời ơi, hả? Anh bắt lòng tí chẳng. Hãy thể hiện quyền năng mới của mình đi nào. Chúc mừng Tê Giác Sơ Sát Yêu Ca Hát. Cái gì vậy? Ổ khỉ nhập ổ hay sao? Và ngay sau đây chúng tôi xin được phép kính mời đại diện của nhà tài trợ đến từ nhãn hàng Bảo Xuân lên sân khấu để trao tặng giải thưởng trị giá 50 triệu đồng tiền mặt cho Tê Giác Sơ Sát Yêu Ca Hát vua mặt nạ cuối cùng, vua 1. Rất xứng đáng với những cố gắng và phần trình diễn của Tê Giác Sơ Sát Yêu Ca Hát. Xin cảm ơn đại diện đến từ nhà tài trợ rất nhiều. Chị đi đâu vậy, lãnh thưởng xong đi đâu vậy? Phải chia cảm xúc khi mà lên ngôi hoa hậu chứ, à không, lên ngôi vua chứ. Cầm dùm trọng. Trời ơi, cầm dùm trọng. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn ban bình luận. Cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn thầy cô đã giúp đỡ rất là nhiều. Cảm ơn anh MC đã chăm chọt rất là nhiều để cho em có cơ hội chọt lại. Dạ, cảm ơn nhiều. Chưa đâu, đêm cuối cùng rồi. Các bạn có biết Tê Giác Sơ Sát Yêu Ca Hát là nghệ sĩ nào hay không? Và bây giờ chúng ta sẽ đón chờ xem đây liệu có phải là con trai của anh Hoàng Bách hay không. Xin mời Tê Giác Sơ Sát Yêu Ca Hát quay lưng lại. Vị vua mặt nạ cuối cùng của mặt nạ ngôi sao mùa 1 là nghệ sĩ nào? Xin mời. Và đó chính là ca sĩ Mai Quốc Việt. Và đó chính là ca sĩ Mai Quốc Việt. Trả cho vị vua cái quyền trượng. Trời ơi, lại người quen của tôi. Khổ lắm, việc tham gia của một cái cuộc thi mà mỗi tuần Việt ra một cái giọng khác nhau, cho nên anh có không có nghe được cái giọng thiệt của Việt. Bạn tốt tiền. Em thấy bữa rồi anh có đoán được ai đâu. Nhưng mà rõ ràng đến với sân chơi của mặt nạ ngôi sao, Mai Quốc Việt đã có thể tự tin thể hiện được chất giọng và chất nhạc của riêng mình. Cảm giác của bạn như thế nào? Dạ, em rất là sướng ạ. Em bình thường bây giờ em cũng chưa có một cái bài hit nào hết, cho nên là mọi người cũng rất là không có hình dung được cái giọng hát của em như thế nào. Thế nên là bây giờ đi. Tại vì Việt có khả năng giả giọng của rất nhiều người. Em định nói nhiều nhưng mà thôi, nói nhiều làm nhiều nữa thì khán giả ghét, cho nên là em nói ít. Nói vậy làm vậy mà ít rồi đó. Em bớt nhoi lắm rồi đó. Bây giờ Mai Quốc Việt đã lên ngôi vua rồi, cảm giác như thế nào ạ? Lần đầu tiên trẫm được làm vua của một cái sân khấu như thế này thì trẫm cảm thấy rất là hạnh diện và rất là vui mừng khi mà tất cả mọi nỗ lực của trẫm đã được đền đáp. Tuy nhiên hôm nay trẫm thắng cũng chưa hẳn là trẫm là người hát hay nhất, bởi vì khi mà trẫm nghe nhã hát là trẫm biết nhà mà có vấn đề về cổ họng rồi. Nên trẫm nghĩ là sự chiến thắng này thật sự là một điều rất là may mắn với trẫm. Cảm ơn Mai Quốc Việt rất nhiều, vua mặt nạ mới của chúng tôi. Chơi với chương trình này thì Việt mang cái tâm lý rất là thoải mái, bởi vì tất cả mọi yếu tố nó đều bất ngờ, cho đến phút chót và đến kết quả chiến thắng cũng rất bất ngờ. Thật sự thì Việt ở bên ngoài cũng rất là nhây đúng người, nhưng đối với người lạ Việt rất là nghiêm. Đôi khi mình làm lố quá thì sẽ bị phản cảm. Nhưng mà đối với chương trình vua mặt nạ này, khi mà mình đóng cái mặt nạ là người ta không biết mình là ai, cho nên mình cứ bung.
và Việt làm sao để khán giả cảm thấy thoải mái nhất, vui nhất. Đó cũng là một cái chiến lược mà Việt đặt ra cho cuộc thi này. Xin trân trọng những tình cảm của tất cả quý vị khán giả đã xem chương trình và ủng hộ cho Việt. Mặt nạ ngôi sao, chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Dạ. Ba bà vệ sĩ. Sao anh nói gì? Ngô Kiến Huy đang để ý ba bà vệ sĩ. Số cuối rồi mình cười cái được không? Tập nào không. Mình cũng làm cái mặt đó. Cười cái. Nách có vấn đề. Thôi bây giờ lại lừa mấy đứa. Không cười luôn. Và chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân, với sự tài trợ độc quyền của nhãn hàng Bảo Xuân viên uống cân bằng nội tiết tố nữ làm đẹp da. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào mùa 2 của Mặt nạ ngôi sao. Vậy á. Cười rồi. Lạnh lương mấy má ơi. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Bảo Xuân, sản phẩm nội tiết tố nữ số 1 Việt Nam.